chấp 353, nghe nói bên phía tế đàn ở dưới lòng đất đã có không ít người chết rồi. Thiết bị sản sinh thuật chú. 2. Chúng ta có thể được điều động tới đây bảo vệ thiết bị sản sinh thuật chú, đã là may mắn lắm rồi. Lười biếng. Tụi bay đều là lũ lười biếng, thân là tín đồ trung thành nhất của cổ thần, có thể hy sinh vì ngài ấy chính là vinh hạnh chí cao vô thượng. Chúng ta đều nên ngưỡng mộ những đồng liêu hy sinh vì đạo, chứ không phải là cười trên nỗi đau của người khác. Muốn chết thì tự mình mày đi chết đi, ông đây không muốn đi cùng. Cắt đứt. Miệng nó, đã xảy ra chuyện gì rồi? Tại sao tầng cao nhất của tòa tháp lại bị cắt đứt rồi? Nơi này được màn chắn ma pháp cấp cao bảo vệ đó. Hai người bay ở trên bầu trời là kẻ địch tập kích, có kẻ địch tập kích, thề chết cũng phải bảo vệ thiết bị sản sinh thuật chú. Tập trung hỏa lực tấn công. Các vị đồng liêu, thời khắc chúng ta thể hiện giá trị đã tới rồi. Chúng ta cùng nhau nổ banh xác bọn chúng đi. Nổ banh xác bọn tao, cũng đúng là một cách chết hay đấy. Nổ ầm trời. Ha ha, yếu đuối quá đi, tao đụng có một chút mà sao tụi bay vỡ tan tành hết rồi vậy? Màn chắn ma pháp của lúc trước không phải rất vững chắc sao? Không hổ danh là tài khoản phản diện, càng xấu xa thì càng lớn mạnh. Xem ra chỉ có điên loạn và phá hoại mới có thể phát huy thực lực thực sự của ám ảnh quân vương. Tiếp theo sau thì phải tìm được mật đạo đi xuống tế đàn dưới lòng đất. Việc này không phải chỉ dựa vào thực lực thì có thể giải quyết đâu. Ha ha ha, tôi sẽ cố gắng kiểm soát cảm xúc điên loạn, nhưng tôi không đảm bảo là tôi nhất định có thể làm được. Ha ha ha. Tế đàn dưới lòng đất. Đau quá, máu khắp người, đều sắp bị hút cạn rồi. Không, không được rồi, cơ thể của chúng tôi đã hoàn toàn đạt tới cực hạn. Tất cả kiên trì cho ta, lũ rác rưởi vô dụng các ngươi. Thân là tín đồ được thần yêu nhất nhưng chỉ có được sự tín nhiệm như vậy thôi sao? Chúng tôi thực sự đã cố gắng hết sức rồi, xác thịt có thể cung cấp cho huyết chi thạch cũng chỉ còn lại vô cùng ít. Chỉ còn lại vô cùng ít, mấy người các ngươi không phải còn đang sống sao? Cho dù chỉ còn lại một người thì cũng phải kiên trì tiếp tục cho ta. Nhưng người bên ngoài rốt cuộc là có lai lịch gì? Không ngờ có thể phá hoại trận pháp phòng ngự mạnh nhất của mình. May cho việc lối ra vào của tế đàn cực kỳ kín đáo, người ngoài mãi mãi cũng không thể nào tìm được. Không, không hay rồi, Tổng Giám Mục, thiết bị sản sinh thuật chú đã bị phá hủy rồi. Sao có thể, thiết bị sản sinh thuật chú được ẩn giấu ở một trong những tòa tháp của pháo đài. Tại sao đối phương lại có thể tìm được chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy? A, có người xông vào tế đàn dưới lòng đất rồi. Bảo vệ Tổng Giám Mục. Không, không thể nào tìm được tế đàn bí mật này mới đúng. Tại sao? Đừng có xem thường dục vọng tham lam của tôi rất giỏi về việc tìm kiếm báu vật đấy. Ngươi là ai? Dọa ông đây một phen, tôi còn tưởng đối phương có rất nhiều người chứ, thì ra chỉ là một thằng nhóc thôi sao? Tụi bay đừng ra tay, giao tên yếu đuối thích nộp mạng này cho tao. Chớp nhoáng, cái quái quỷ gì vậy? A. Cười nhạo anh em của tao, tụi bay cũng có tư cách đó sao? Tốc độ nhanh quá, mình thậm chí còn chưa thể nhìn rõ động tác tấn công của hắn. Đợi đã, cách ăn bận này của hắn. Ngươi là người của giáo đoàn thợ săn, ngươi có biết bản thân đã làm những chuyện gì không hả? Ta lấy thân phận tổng giám mục của giáo đoàn để ra lệnh ngươi lập tức quỳ xuống tạ tội. Niệm tình ngươi lớn mạnh, ta có thể cho ngươi một cơ hội hy sinh thân mình vì thần để lấy công chuộc tội. Ha ha ha, quyền lực lớn ghê đó, tổng giám mục. Nhưng tôi cũng đâu phải là con chó trung thành của ông, dựa vào gì mà tôi phải nghe theo ông? Con chó trung thành, lẽ nào ngươi? Không ngờ có thể điều khiển máu, sao hắn lại có năng lực giống như năng lực của cổ thần vậy? Hồi phục đầy máu, lẽ nào ngươi là do giáo đoàn thợ săn điều động tới để giết ta? Đừng đùa nữa, ta có cổ thần bảo vệ thì dựa vào ngươi không thể giết được ta đâu. Đừng bị giáo đoàn thợ săn mê hoặc nữa, bọn chúng không cứu rỗi được thế giới đâu. Người có thể cứu rỗi thế giới chỉ có thần của ta, ám huyết bí chủ Beth. Đây cũng là nguyên nhân mà ta gia nhập vào bí huyết giáo hội. Ha ha ha, vậy không phải là rất trùng hợp sao? Tôi vừa hay cũng muốn hủy diệt thế giới đó. Cái gì? Tất nhiên tôi càng không phải là người do giáo đoàn thợ săn điều động tới để giết ông. Chỉ là để báo thù cho Rio mà thôi, trói chặt, đợi đã, ngươi nghe ta nói, trong việc này có sự hiểu lầm. Cái chết của Rio không liên quan. A, chết tiệt. Năng lực kiểm soát máu của hắn vượt khỏi sức tưởng tượng, hiệu quả hồi phục học phần của mình không theo kịp tốc độ tấn công của hắn. Chết tiệt.
Bây giờ tôi cho ông thêm một cơ hội, ông hồi tưởng lại thật kỹ. Ban đầu ông bảo thuộc hạ dùng cây giáo đâm Rio mấy nhát, thì tôi sẽ đâm ông với số lần giống như vậy. Nếu ông có thể sống sót, thì tôi sẽ buông tha cho ông. Chuyện trôi qua lâu như vậy, sao ta có thể nhớ rõ được? 6 nhát, không, đợi chút, là 7, 8 nhát, ta nhớ ra rồi, tuyệt đối là 8 nhát. Ngươi đã đâm ta 6 nhát rồi, còn 2 nhát nữa, ngươi tuyệt đối đừng có nuốt lời đấy. Vậy sao, là 8 nhát sao hả? Cứ coi như là ông nói đúng đi, nhưng vậy thì đã sao? Những lời mà kẻ xấu xa chuẩn bị hủy diệt thế giới nói, ông cũng dám tin, đời này của ông cũng tính là sống uổng phí rồi. Cái gì? Ngươi không có nói. Rio, con đã báo thù giúp cha rồi. Tiếp theo sau, chỉ cần hấp thụ mảnh vỡ của ám ảnh quần tinh thì mình có thể nhận được sức mạnh lớn mạnh nhất, mở ra con đường tiêu diệt và xây dựng thế giới. Hấp thụ. Cái gì? Mảnh vỡ không chỉ đang từ chối sự hấp thụ của mình mà còn chủ động tấn công mình sao? Tránh xa mảnh vỡ đó ra, là cổ nạp, nó có vấn đề. Sự lo lắng lúc ẩn lúc hiện của mình đã thành hiện thực rồi. Mảnh vỡ của ám ảnh quần tinh này lẽ nào thực sự bị máu của cổ thần đồng hóa rồi?